Hôm nay. Hi, xin chào các bạn. Các bạn ơi, nhắc đến bảo tàng thì chúng ta thường nghĩ ngay đến nơi trưng bày, lưu giữ tài liệu, hiện vật có liên quan đến một hoặc là nhiều lĩnh vực đúng không nào? Thế nhưng không phải bảo tàng nào cũng nổi tiếng vì tính thẩm mỹ hay là nghệ thuật xuất thần trong các tác phẩm. Mà những bảo tàng kỳ lạ dưới đây được thế giới biết đến với sự bất thường ở vị trí địa lý, nguồn gốc ra đời và đặc biệt là ở mức độ độc đáo trong chủ đề của các tác phẩm trưng bày đấy. Ngay bây giờ thì hãy cùng khám phá những bảo tàng kỳ lạ nhất trên thế giới nhé. Bắt đầu thôi nào. Bảo tàng nghệ thuật xấu Massachusetts, Hoa Kỳ. Bảo tàng tư nhân này được thành lập vào năm 1994 do chùm buôn đồ cổ Scott Wilson cùng với bạn bè lập nên. Ý tưởng này đến với ông khi Scott nhìn thấy những bức tranh xấu bị vứt bỏ bên lề đường ở Boston. Đó chính là bức tranh nổi tiếng Lucy in the Field with Flowers. Lucy giữa cánh đồng hoa, khắc họa một cụ già bên những cánh hoa. Sau đó thì ông mang tác phẩm này về treo ở nhà của mình. Một người bạn của Scott là Jerry khi đến chơi nhà đã ấn tượng với bức tranh này và ông đã khuyến khích bạn bè gửi cho mình những bức tranh vẽ xấu tệ. Sau đó không lâu thì Scott và Jerry bắt đầu hình thành ý tưởng về một bộ sưu tập những bức tranh có 102 này. Một năm sau, căn hầm nhỏ tại một rạp hát ở Dedham đã được chọn làm đại bản doanh của MOBA. Bảo tàng này từng chứng kiến hai vụ trộm. Và bạn biết gì không? Cuối cùng thì những tên trộm đều phải trả lại các tác phẩm vì chúng xấu kinh khủng đấy. Trộm cũng có đạo đức nghề nghiệp đó nha. Bảo tàng dưa hấu Bắc Kinh, Trung Quốc. Các bạn ạ, ở Trung Quốc có một bảo tàng dành riêng chỉ để trưng bày những thứ liên quan đến dưa hấu đấy. Bảo tàng này được xây dựng với ý nghĩa Trung Quốc là nơi sản xuất dưa hấu lớn nhất trên thế giới. Nơi đây trưng bày rất nhiều các bức tranh, ảnh, sách, truyện tranh và thậm chí là cả thơ ca về dưa hấu. Du khách sẽ được tìm hiểu về dưa hấu, loại quả có nguồn gốc từ sa mạc châu Phi trước khi đến Trung Quốc thông qua con đường tơ lụa cách đây hơn 1.000 năm. Những người yêu thích loại trái cây giàu lycopene này cũng sẽ được tìm hiểu cách hạt giống dưa hấu được mang vào quỹ đạo như một phần của chương trình không gian Trung Quốc để nghiên cứu ảnh hưởng của trọng lượng lên sự nảy mầm và năng suất giống cây này. Tuy nhiên thì tất cả 400 giống dưa hấu tại bảo tàng đều là bản sao làm bằng sáp, chứ không thì ngày nào họ cũng phải thay đi thay lại 400 quả này cũng ốm người rồi. Thế nhưng khi ra vườn phía ngoài, khách tham quan có thể nếm thử và trải nghiệm những trái dưa hấu ở đây. Và yên tâm là ra ngoài vườn thì bạn sẽ được ăn dưa hấu thật nhé. Bảo tàng mì ăn liền, Yokohama, Nhật Bản. Có ai là fan của mì ăn liền đến mức muốn đến thăm một bảo tàng mì ăn liền không nhỉ? Đến với bảo tàng này, mọi người sẽ cảm nhận được ý tưởng sáng tạo của Ando Momofuku, người sáng lập ra Nissin Food Products và phát minh ra mì ăn liền. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng các bao bì sản phẩm mì ăn liền từ quá khứ đến hiện tại của mọi nơi trên thế giới, cùng với những hiện vật liên quan đến lịch sử của Ando Momofuku. Đặc biệt là du khách có thể tự tạo cho mình một cốc mì ăn liền theo sở thích của riêng mình bằng cách mua một cốc từ máy bán hàng tự động, trang trí nó với các loại bút màu được cung cấp và chọn từ 12 loại nguyên liệu, 4 loại nước súp cùng với những đồ ăn kèm khác. Nhân viên sẽ giúp bạn đóng gói và hoàn thành sản phẩm. Nhân viên bảo tàng sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn khác về mì tôm và cố gắng chỉ ra rằng Momofuku Ando, người phát minh ra mì ăn liền, ăn chúng mỗi ngày nhưng mà sống đến tận 96 tuổi, chứ không phải là có hại cho sức khỏe như truyền thông đưa tin. Bảo tàng nhà vệ sinh, New Delhi, Ấn Độ. Trên đời này được ăn, được ngủ và đi vệ sinh kịp thời cũng là một loại hạnh phúc. Chính vì thế, một bảo tàng dành riêng cho nhà vệ sinh được xây dựng ở New Delhi, Ấn Độ. Tới đây thì bạn sẽ được tham quan nơi trưng bày hàng trăm kiểu bồn cầu, nhà vệ sinh từ thời cổ đại đến hiện đại. Người sáng lập tổ chức phi chính phủ này chính là tiến sĩ Bindeshwar Pathak. Tin rằng nhà vệ sinh là một công cụ thay đổi xã hội và bảo tàng thể hiện sự thay đổi của nó trong suốt lịch sử loài người. Bảo tàng thì còn trưng bày những hiện vật có niên đại từ 2.500 năm trước công nguyên, nhà vệ sinh ở thế kỷ 17 đến bồn cầu dành riêng cho các quý cô thời xưa nữa đấy. Đặc biệt là chiếc bồn cầu hình ngai vàng của vua Louis XIV cũng được xuất hiện ở đây. Các bác nào hứng thú với bộ môn nghệ thuật này không nhỉ? Bảo tàng tóc, Avanos, Thổ Nhĩ Kỳ. Với những người ít tóc thì ngắm tóc cũng là một dạng hạnh phúc. Chắc cũng vì thế mà một bảo tàng tóc đã ra đời. Nằm ở tầng hầm của một cửa hàng tại trung tâm Avanos, Avanos Hair trưng bày các mẫu tóc của phụ nữ với hơn 16.000 ổ khóa tóc có độ dài, màu sắc khác nhau. Trên mỗi ổ khóa đều có ghi rõ tên cùng với chi tiết liên lạc của tác giả mái tóc đó.
Bảo tàng tóc bắt đầu hoạt động từ hơn 30 năm trước, khi một trong số những người bạn của Galip, người thành lập bảo tàng, phải rời khỏi Avanos. Để có vật kỷ niệm cho Galip luôn nhớ đến mình, người phụ nữ này đã cắt một lọn tóc rồi mang đến cho anh. Kể từ đó, nhiều người phụ nữ tò mò khắp nơi đã đến khám phá bộ sưu tập của Galip. Ghé thăm bảo tàng kỳ lạ này, du khách được khuyến khích để lại mẫu tóc của mình cùng với thông tin liên lạc. Để cứ mỗi năm, người sáng lập bảo tàng sẽ lựa chọn mẫu ngẫu nhiên một người để trao phần thưởng là kỳ nghỉ dài một tuần tại Cappadocia đấy. Bạn có muốn thử một lần đến đây xem các mẫu tóc không nhỉ? Bảo tàng Titanic, Belfast, Bắc Ireland. Titanic là một câu chuyện kinh điển mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng biết đến hoặc là từng nghe đến nó. Titanic, Belfast được xây dựng phía trên xưởng đóng tàu cổ Holland & Wolff nhằm tái hiện lại câu chuyện về con tàu Titanic từ lúc nó ở trên bản vẽ cho tới khi được đóng, hạ thủy và chìm vì tai nạn. Bảo tàng Titanic từng được bình chọn là điểm du lịch hàng đầu thế giới vào năm 2016 đấy. Du khách tới Titanic Belfast sẽ được thưởng thức hình ảnh do máy tính tạo ra, các đoạn băng ghi âm, hiệu ứng đặc biệt và thông qua các màn hình tương tác để nghe kể về con tàu Titanic. Tại đây thì cũng có những khu vực tái hiện lại cuộc sống trên khoang hạng nhất và hạng 3 của tàu. Ở nơi trưng bày những đồ vật liên quan đến vụ tàu Titanic, ánh sáng và nhiệt độ đều được hạ xuống. Nếu như bạn là fan của bộ phim này và quan tâm đến câu chuyện huyền thoại này, có lẽ nên tiết kiệm tiền sang đó du lịch một chuyến thôi nha. Bảo tàng tỉnh tan vỡ, Kratia. Bảo tàng trưng bày các vật dụng mà cô Olinka Vistika, một nhà sản xuất phim, và anh Dražen Rubicic, một nghệ sĩ điêu khắc, đã sử dụng sau khi mối tình kéo dài 4 năm của họ kết thúc. Nơi này chính thức mở cửa vào năm 2010 tại Zagreb, Croatia, nhằm giúp cho mọi người có thể xóa tan nỗi đau hậu chia tay. Bảo tàng tình yêu tan vỡ là nơi trưng bày kỷ vật cũng như là những câu chuyện của những mối tình dang dở. Bạn sẽ bắt gặp những vật dụng đơn giản nhất trong cuộc sống đời thường như là chiếc vớ cho tới chiếc vòng kim cương xa xỉ mà các cặp đôi dành cho nhau thổ còn yêu. Bảo tàng có các đồ vật được phân loại và ghi chú thời gian của mối quan hệ tại thời điểm món đồ được sử dụng. Theo giải thưởng Bảo tàng châu Âu năm 2011 thì nơi đây được chọn là bảo tàng có ý tưởng sáng tạo nhất cơ đấy. Bảo tàng con rối, The Van Haven, Fort Mitchell, Kentucky, Mỹ. Những con rối phát âm giọng bụng trưng bày ở đây có vẻ gì đó rất cổ và hào nhoáng, đưa chúng ta quay lại những trò tạp kỹ và lễ hội xưa. Nhưng nếu như nhìn gần hơn, trông chúng thật là đáng sợ. Một con rối đã là đáng sợ, thử tưởng tượng cả một bộ sưu tập hơn 700 con thì sẽ như thế nào nhỉ? Ngồi im lìm, bất động trên tủ kiếng, và nhất là lại nhìn chằm chằm vào bạn với đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Bảo tàng Van Haven là nơi duy nhất chỉ trưng bày những vật dụng và con rối phát âm bằng giọng bụng mà thôi. Bạn dễ dàng tìm thấy những con rối gỗ chạm khắc tinh xảo với những tính năng nổi bật của nó, được treo ở phía sau nhà hát. Mắt của chúng không ngừng theo dõi bạn trong suốt quá trình bạn đi thăm bảo tàng, như là thôi miên mời mọc bạn trở thành chủ nhân của chúng vậy. Hãy cố giữ bình tĩnh để không vừa la hét vừa chạy thục mạng ra khỏi nơi này nhé. Bảo tàng ký sinh trùng, Meguro, Meguro, Nhật Bản. Mỗi người lại có những sự sợ hãi khác nhau. Trong khi các thiết bị tra tấn và những bộ xương có thể làm kinh sợ hầu hết mọi người, thì đôi lúc những vật gây sợ hãi nhất lại là những thứ nhỏ bé ở ngay cạnh chúng ta. Ký sinh trùng có thể xâm nhập từ mọi con đường bạn tưởng chừng như là vô hại. Thực phẩm, nước uống hay thậm chí chỉ cần đi bộ và thở. Chẳng có nơi nào có thể chạy trốn nó cả. Bảo tàng này mở cửa vào năm 1953 và là nơi duy nhất trên thế giới dành cho các con ký sinh trùng khó chịu. Với hơn 45.000 mẫu trong bộ sưu tập, bảo tàng chỉ trưng bày tầm 300 con một lần. Nhìn vào những chai lọ chứa đầy những con bọ, sâu và bọ sát kinh dị nhất và nhận ra chúng có thể xâm nhập vào cơ thể của bạn bất kỳ lúc nào, thật là không vui vẻ gì các bạn nhỉ. Thật đúng là những bảo tàng kỳ lạ và không kém phần quái dị ha. Cũng không thể phủ nhận được sự thú vị của những bảo tàng này khi mà họ sưu tập những sản phẩm, hiện vật mà không ai nghĩ đến sẽ được trưng bày trong cả một bảo tàng. Không khó hiểu khi mà những bảo tàng này trở nên nổi tiếng đúng không nào? Các bạn ấn tượng với bảo tàng nào nhất? Nếu như có một bảo tàng dành riêng cho mình thì bạn sẽ chọn trưng bày những gì? Hãy bình luận phía dưới cho mọi người cùng biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Hi! Cảm ơn các bạn khán giả đã xem video ngày hôm nay! Nếu bạn thấy hay, nhấn like, share video này và đăng ký kênh nữa nhé! Nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo và là người đầu tiên xem video của chúng mình vào lúc 18 giờ tối và 11 giờ trưa các ngày trong tuần!
Cũng đừng quên tham gia với chúng mình trong group Trang trại nhà Gen Z trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin thú vị và nhận quà hấp dẫn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những